14 tháng 10 năm 2024, ngày đầu tiên của tuần ha. Rồi ngày đầu tiên của tuần chúng ta sẽ có một cái điểm đầu tiên của khung tuần ha, thì trước mắt nó vẫn nằm trong cái đường ô liu ha, chúng ta rất là sát rồi nha mọi người ha. Mọi người cũng biết đúng không, ta có một cái đường, chúng ta có một cái tam giác quan trọng là phía trên là 1300 và phía dưới là cái đường trend ha. Thì cái tam giác này bây giờ nó tới sát cái khúc cuối rồi, một tuần này, 1, 2, 3, khoảng 4 tuần nữa ha, khoảng 4 tuần nữa thì chúng ta sẽ có một cái sự thay đổi về cái mẫu hình ha, có thể là nó sẽ chuyển lên phía trên. Rồi đó là khung tuần. Khung ngày thì như anh chị em cũng thấy ha, những gì mình chia sẻ cho anh chị em hôm nay nó vô cùng sát đúng không. Thứ nhất là cái cách đi ha, như mình đã chuẩn bị ha, và rõ ràng là khi mọi người nhìn nhau thì mình rõ ràng quan điểm của mình view là chưa phải là lúc để vượt 1300, nhưng rất gần rồi ha. Nhưng mà rất gần, trước tiên là chúng ta chỉ còn đâu đó 1-2 ngày nữa thôi thì sẽ có cái MA50 nó cắt lên MA50, MA100. Rồi thì như anh chị em cũng thấy những cái gì mình chia sẻ cho anh chị em sáng nay vô cùng hợp lý đúng không, không cần phải phân tích nhiều đúng không. Đây anh chị em thấy trước 9 giờ nếu như hưng phấn thì chắc chắn không mua đúng không? Cái điều đầu tiên là chắc chắn không mua mà chỉ chốt lãi thôi đó. Còn sau khi chốt lãi á, thì cũng đừng có mua lại làm gì trong cái phiên này ha, cứ chốt lại xong cứ từ từ đợi khi nào vẫn đi đỏ các mã về hỗ trợ thì hãy mua. Thì anh chị em thấy hôm nay chúng ta có đủ hết tất cả những cái gì mà mình chia sẻ trước phiên, đó là gì, đó là một cái gap up đúng không, một gap up tới bao nhiêu điểm, mở cửa là 1296 so với tham chiếu là 1288, là một gap up 8 điểm, đó là hưng phấn và chắc chắn không mua và chỉ có chốt. Và sau đó chúng ta có những lúc thời điểm giá đỏ rất là rõ đúng không, tôi xuống tới 1285 thì ok anh chị em, sau khi anh chị em chốt mà anh chị em có muốn mua thì chờ những lúc giá đỏ, nhưng mà rõ ràng trong phiên hôm nay cũng chưa có lý do gì mà để tham gia một cái gì đó sau khi mà chốt lại ngắn hạn hết đúng không. Rồi thì như vậy hôm nay vừa đi, mặc dù trong phiên á mình không biết cái kết quả này nó có sai không, nhưng mà trong phiên cảm thấy vol rất lớn, nhưng mà kết phiên thì chúng ta cũng chỉ có một phiên giảm nhẹ điểm ha, giảm nhẹ điểm và thanh khoản cũng cũng bình thường ha. Bản chất cái này mở một cái gap thì mới làm cái nến to thôi. Thực ra thì mọi người mới thấy không, đây ở đây kết ngày là 1286, ở đây kết ngày là 1283 và hôm nay kết ngày là 1286. Bản chất là chúng ta có ba cái ngày đi ngang, thanh khoản cũng thấp hơn trung bình 20 ngày, thì đây là cũng là một quá trình mà nó vận động phù hợp, hợp lý ở trong cái đoạn cứ tạm gọi là tích lũy ha. Mặc dù hôm nay cái biên độ nó không có được nhiều, nó không được đẹp lắm, biên độ nó rộng quá nó không được đẹp lắm, nhưng mà vẫn là 3 ngày tích lũy trên MA20, kéo MA20 hướng lên, kéo MA50 hướng lên, cắt lên MA100 một chút cũng bình thường ha. Thì anh chị em thấy lúc 2 giờ mình có nhắn cho anh chị em trong nhóm là gì, bình thường đúng không, đâu rồi, xin lỗi, rất bình thường ha. Và cái điều quan trọng á, là đây là vernier mid, thì anh chị em thấy là vernier mid đang bị chỉnh rất nhiều và vernier mid vẫn chưa hoàn thành quá trình cân bằng khung giờ. Thì ngay cả ở 1924 thì vẫn chưa hoàn thành quá trình cân bằng khung giờ, nhưng bây giờ kết phiên nó chỉ có 1913 nên chắc chắn mid vẫn chưa hoàn thành quá trình cân bằng khung giờ, vẫn đang bị chỉnh khá là nhiều ha. Ta cần phải kiên nhẫn thôi, khi nào mid tham gia vào ha, rồi tất cả những cái khác thì cũng nó kỳ vọng được cái sự đồng thuận ở trên này. Rồi vernier khung giờ ha, rồi anh chị em thấy rất rõ những cái ý của mình chia sẻ đúng không. Từ sáng sớm lúc đó là mấy giờ, đây lúc đó là 11 giờ ha, mình chia sẻ phân vấn gì không biết, nhưng mà trước tiên là vernier giờ đã có tín hiệu phân kỳ âm khung giờ đúng không. Rồi tín hiệu phân kỳ âm khung giờ đây, thì tín hiệu phân kỳ âm khung giờ này thì anh chị em cứ từ từ anh chị em theo dõi, không có gì phải vội. Khi nào nó mất MA20 giờ với vol lớn thì khi đó mới xác nhận tín hiệu, và khi đó nó sẽ có thể lực giảm, nó sẽ xuống tới đây, nhưng bây giờ chưa mất thì không có lý do gì không. Anh em đừng có cầm đèn chạy trước ô tô, đừng có đoán hay làm gì cả ha, cứ từ từ theo dõi diễn biến ha. Đây chúng ta mọi người cũng thấy ha, chúng ta có một cái ATC cũng rung lắc đủ thứ hết, nhưng mà hiện tại nó vẫn đóng cửa trên MA20 giờ
1286,34, M20 giờ là 1286,62, nó cũng ngay sát M20 giờ. Thì sáng mai, ngay từ sáng mai chúng ta sẽ có tiếp tục có kết quả, nếu như nó thủng 9 giờ, kích kích 10 giờ đúng không? Tới 10 giờ mà nó thủng MA20 giờ với thanh khoản lớn thì như vậy là tín hiệu phân kỳ âm cũng giờ được xác nhận, và như vậy thì anh chị em cứ chuẩn bị nó xuống đâu đó tới vùng 12 1275 128x ha. Còn ngày mai chưa xảy ra thì thôi. Và nhưng mà mình đã chia sẻ mọi người rất nhiều rồi, đoạn này anh chị em đừng có theo sát quá khung giờ hay khung ngày, tất cả những cái vận động trong đoạn này nó cứ bình thường ha, tại vì thực tế là mà nói là mình đã chia sẻ rất nhiều rồi ha. Hãy xem hai cái ngày này thanh khoản lớn nè như là cái ngày sự tham gia của tiền lớn, nói là gì, ok cho tham gia rồi đây, chấm dứt cái chu kỳ giảm ở cái đường trên giảm này, tao tham gia vào. Nhưng khi tiền lớn vào thì sẽ thứ nhất là kéo FOMO tiền nhỏ, mọi người thấy cách kéo FOMO rất giỏi, sáng nay là cách kéo FOMO đó đúng không, mở gap rồi hả, mã nào cũng xanh vân vân, tiền ngoài chịu nổi nhảy vào nó kéo FOMO, sau đó là đạp đúng không, tạo sự chán nản đúng không, đây cứ dập dìu như vậy ha. Chúng ta cứ chuẩn bị cho lý dập dìu, cái này nó chỉ ảnh hưởng kiểu tới ngắn hạn thôi. Đây là những cái vận động bình thường trước khi vào một cái con sóng ha, thì như mình đã chia sẻ rồi. Cái quá trình mà thị trường đi lên, nó break hay nó vào sóng thì nó sẽ, anh chị em cứ chuẩn bị đi, anh chị em sẽ thấy nó sẽ đi lên trong cái sự hoảng loạn và cái sự nghi ngờ của phần lớn nhà đầu tư đúng không. Ví dụ như hôm nay rõ ràng những người đầu tư thì thực tế ra mà kể VN30 thì anh chị em cũng sẽ có một hai mã VN30 thôi, nhưng mà cũng ít người đầu tư toàn bộ trong VN30 mà sẽ có sự tham gia vào các nhóm mid như bất động sản, như chứng khoán, như là đầu tư công, như là bán lẻ vân vân. Thì anh chị em thấy hôm nay là VN mid, nhóm mid cap giảm tới 0.77%, trong khi VN chỉ giảm có 0.16% và VN30 chỉ giảm có 0.27% thôi. Có nghĩa là đạp mid rất là rõ, tạo một cái tâm lý rất là khó chịu cho những ai cầm mid. Ok, rồi chúng ta tập trung vào phân tích một số mã mã mà anh chị em quan tâm ha, một số mã mid cap mà anh chị em quan tâm nha. Rồi, đầu tiên là Dick ha. Rồi, tiếp tục Dick lại vẫn tiếp tục quay về đây ha, thì quay về đây thì vẫn trong cái vùng mà cái vùng đáy của nó ha, đáy này là đáy vùng đáy trung hạn luôn chứ không phải là đáy ngắn hạn nữa ha. Thì cái vùng đáy của nó đâu đó quanh là 21.5 cộng trừ, thì thực tế là như mình chia sẻ rồi ha, thì hôm nay nó cũng lên tới những cái mức như 21.7 luôn ha, xong đạp về. Nhưng mà anh chị em nhìn là vol rất thấp ha, vol thấp như vậy anh chị em cứ cầm ha, không vấn đề gì hết, vol thấp như vậy anh chị em cứ cầm. Rồi PDR cũng vậy ha, cũng là một ngày vol thấp mà đối với mình là bình thường ha, đối với PDR đối với mình như vậy là bình thường, không có gì là quá đáng lo ngại về đối với PDR hết, nó vẫn đang nằm ở vùng ở dưới thôi. DSG cũng vậy ha, vol này cũng thấp, nó cũng nằm ở trong cái vùng này thôi. Ok, có nghĩa là đây là những cái dấu hiệu mà đối với mình ngắn hạn thì anh chị em có thể áp lực, nhưng mà khi anh chị em nhìn trung hạn thì cũng bình thường thôi ha. DSG hay PDR gì đó đều là các quá trình mà tích lũy để mà quá trình sau khi tăng nó sẽ tích lũy quanh cái vùng kháng cự của nó là MA20 và MA50 tuần nữa ha, nó cần thời gian để mà nó xử lý, không vấn đề gì hết. Rồi, đó là các mã bất động sản ha. Nam Long cũng vậy ha, Nam Long mọi người thấy Nam Long cũng ngày hôm nay cũng vậy. Vol cũng thấp ha, cũng khá là nó cũng mất cái mốc 40 của nó đó, nhưng mà vol này cũng thấp thôi, anh chị em kiên nhẫn theo dõi thôi. Nói chung là đoạn này cứ phải cho nó thêm một chút cái biên độ một tí xíu ha, cho nhóm bất động sản. Rồi, có ASM cũng là bất động sản nhưng mà cũng hôm nay là ok ha. ASM là bất động sản, sau mai bất động sản kể với lại thủy sản thì hôm nay cũng ổn, cũng tầm tạm, nói chung là cũng có trình tích lũy từ từ cũng đang lấy lại MA20 ha, thành khoản thấp. Nói chung là bất động sản đoạn này chỉ là dập dìu thôi. Rồi tới thép, chúng ta đã có NKG cũng vậy ha, loanh quanh MA20 thanh khoản thấp ha. HSG cũng vậy ha, thanh khoản rất thấp đúng không, bên trên MA20 thanh khoản rất thấp ha, cũng bình thường, không có gì đặc biệt nha mọi người. Rồi HPG hôm nay cũng vậy, hôm nay có một ngày giảm điểm xuống về quanh 27 nhưng thanh khoản cũng thấp ha, cũng bình thường đúng không. Rồi nhóm chứng đã có VCI ha, thanh khoản rất thấp đúng không. VND đúng không, VND sau khi mà hôm nay là chạm lại được cái kháng cự trên là MA100 đã hướng xuống thì có lực bán thôi, có lực bán nhưng mà thanh khoản cũng ok ở mức vừa phải thôi. Rồi
FTS loanh quanh MA20 thanh khoản rất là thấp. Ok, rồi hôm nay chúng ta có đầu tư công ORS nữa ha. ORS cũng vậy, ORS thì hôm nay có nhưng mà ORS thì anh chị em thấy con nó đã có một cái cây gọi là giống như là cây break cái đường cản ở đây, thì anh chị em hoàn toàn có thể gì ta tin cậy về cái hỗ trợ hợp lưu của MA200 và MA20 ngày đang hướng lên ha. Rồi chúng ta hôm nay một cái nhóm hoạt động khá là tích cực, đó là đầu tư công đúng không? Chúng ta có HHV, HHV đây chúng ta có một ngày HHV vượt được MA20 và MA10 với thanh khoản lớn ha, cũng khá là ok, khá là ổn ha, khá là ổn. Sau đó thị trường chung có dấu lực điều chỉnh thì nó sẽ bị bán ngược lại thôi, chuyện bình thường. Rồi KSB cũng vậy ha, KSB cũng vậy, hôm nay cũng có ngày tăng điểm nhẹ thôi nhưng mà cũng đang tích lũy trên MA20, MA20 ngày cũng bị hướng lên. Rồi Masan hôm nay có hoạt động chốt lại ngắn hạn thôi nhưng mà đoạn này cũng bình thường thôi mọi người ha, vol cũng bình thường, không có lớn ha. Tại những vol tăng, những cái vol tăng điểm thì lớn, còn cái vol giảm điểm thì nhỏ, bình thường. Chúng mình đánh giá thị trường hôm nay cũng bình thường, vận động khá là hợp lý ha, khá là hợp lý. Rồi DGV kép cũng đang từ từ hoàn thành quá trình cân, chưa sắp hoàn thành quá trình cân bằng khung ngày ha. Đoạn này thì anh chị em nào mà không bán DGV kép vùng 46 thì dĩ nhiên như này không bán rồi, tại vì nó đang dần dần hoàn thành quá trình cân bằng khung ngày ha. Rồi SHB cũng vậy ha, vùng thấp đúng không, 10.8 bình thường. MSB bắt đầu vol giảm lại rồi ha, từ bắt đầu cân bằng vùng này, rất nhiều người đang đợi MSB ở đây đúng không, ngày mai là 12.4, 12.5, rất là nhiều người đang đợi ở đây. Thì dĩ nhiên đây là một mã cổ phiếu kênh kênh trên cho nên là nó mới tạo một đỉnh thôi, nó hoàn toàn có thể nhúng về MA20 sau đó nó mới tạo đỉnh số 2, cho nên đó là một cái điểm mua mà rất là nhiều người đang chờ đợi ha. Rồi hôm nay băng có ở tâm điểm AIB có một quá trình giảm khá mạnh nhưng mà nhìn tổng thể thì cuối cùng là gì, cũng là một quá trình đáp trên MA20 khi mà đang trong một kênh tăng ha. Rồi từ từ ngày mai thì có thể nó vẫn tiếp tục như vậy ha, thì rõ ràng đây là những cái mà chúng ta anh chị em có thể cân nhắc ha, những cái điểm rất là đẹp của AIB đây ha. Có nghĩa là nó sẽ làm ngày mai nó sẽ xuống nữa đúng không, cho nên cố gắng canh ở trong cái vùng này ha. Thì thông thường là các mã băng nó sẽ có một đỉnh rồi có thêm một đỉnh thứ hai nữa ha. Rồi có gì đặc biệt chia sẻ không? Chứng rồi STB rồi cũng không gì đặc biệt lắm ha. Rồi hôm nay chắc nhiều anh em cũng quan tâm tới VIX đúng không? Chúng ta cùng coi VIX coi. VIX đối với mình đi đây mình cũng đã chia sẻ với anh chị em ha. Đây là cái FTD của VIX và nó cứ dập dìu quay quanh cái cây FTD này thôi ha. Thì hiện tại nó vẫn vậy. Hôm nay có một cây mất MA20V lớn đúng không? Mất MA20V lớn nhưng mà bản chất nó là nó cũng đang đây này, cái vùng hỗ trợ của nó là đây ha. Cạnh dưới của cái FTD này như những cái vùng như những cái phần mình đã chuẩn bị thì đối với mình vẫn bình thường. Tất cả cái hành động này nó đối với mình nó giống như hành động đi nền chuẩn bị vào sóng ha. Nó sẽ tạo ra những cái sự dập dìu rất là khó chịu, cho nên ngay từ đầu tuần mình đã chia sẻ với anh chị em rồi, 50-60% phần cổ trung hạn anh chị em không cần phải làm gì trong tuần này hết, còn chỉ có 15-25% là ngắn hạn thì anh chị em mới tham gia vào những cái nhiễu loạn ngắn hạn này thì mới có những cái sự lên xuống về mặt tâm lý. Và hôm nay mình cũng có nhắn với anh chị em, tại vì rất nhiều anh chị em muốn mua trong hôm nay ha, thì mình cũng có nhắn rất là rõ là gì, nếu như anh chị em nào muốn mua T0 gì á thì bật khung giờ của mã lên, nếu mã nó có phân kỳ dương thì có thể tham gia được một ít, còn không có phân kỳ dương thì thôi, đúng không? Không có phân kỳ dương thì thôi. Rồi rồi GVA hôm nay rất là mạnh, GVA này thì mình cũng đã khuyến nghị anh chị em đã chốt lãi rồi ha, còn bạn nào cầm theo trung hạn thì vẫn cứ cầm thôi ha. Rồi không có gì đặc biệt thêm đúng không, nghĩ không có gì đặc biệt thêm, có gì cần chia sẻ thêm mọi người nữa không ha. Rồi chúng ta coi thị trường nước ngoài rồi mọi thứ kết phiên ha. Như vậy kết phiên nước ngoài bán 614 tỷ, như vậy 614 tỷ có nghĩa là ATC nước ngoài mua lại đâu đó 100 tỷ ha, nước ngoài mua lại 100 tỷ. Thì nước ngoài bán mạnh FPT, AIB, VPBank, bắt đầu chốt lại HPG ngắn hạn vân vân đúng không? Mua Tech, mua Vinhome, mua TPBank, GVR, KDH. Ok, coi thử coi nước ngoài mua có những mã nào hấp dẫn không? Có mua KDH là một mã chứ, KDH nè, CE, HHV nè, cũng mua TCH nè, ha, mua khoảng 6 tỷ TCH, đúng không? Rồi
cũng có mua đặt cao su Đồng Phú CTD. Ok, CTD là một mã mà mình cũng chia sẻ với anh chị em nè, anh chị em ở trong trong nhóm nè. Đây, cái này mình cũng chia sẻ cho mọi người luôn á, tại vì thực tế và nói là theo phương pháp này nó không có đơn giản, tại vì anh chị em phải có chuẩn bị về thời gian. CTD phân kỳ dương khung tuần ha, lúc này là ngày 2 tháng, mình nhớ không lầm là ngày 2 tháng 10 ha. Đúng rồi, chính xác ngày 2 tháng 10, 8 giờ sáng ngày 2 tháng 10. Mã này càng gần giá sóng 3 ha, sóng 3 càng tốt đúng không? Và cái này ok cho cả ngắn và trung hạn, thì anh chị em cũng thấy là từ 2 tháng 10 á, khi mà CTD mua từ 2 tháng 10, dĩ nhiên nó không thể là lên hoàn toàn mà nó sẽ dập dìu dập dìu dập dìu đúng không? Đây, 2 tháng 10 đây, 2 tháng 10 đó ha. 2 tháng 10 đây đúng không? Anh chị em mua mua cái giá đâu đó 62.5 gì đây nè, đúng không? Mọi người thấy nó dập dìu không? Dập dìu dập dìu không? Đó mà lý do mua CTD nó là đến từ việc là gì? CTD là cũng là một trong những mã hiếm hoi mà có phân kỳ dương khung khung tuần, và anh chị em cũng nhớ ha, phân kỳ dương khung tuần này nó đến được, nó có được là do là gì? Có một cái phiên mà FTD CTD có một cái tin tức gì đó không biết mà ra bán sàn xong rồi từ kéo lên, bắt đầu lên, thì chính vì cái việc này nó mới tạo ra được phân kỳ dương. Có nghĩa là gì? Hành động về giá nó không đi đôi với động lực tăng và giảm giá, nó tạo sự quá trình phân kỳ dương đó. Thì đó là lý do tại sao mình khuyến nghị anh chị em đó, ở đâu đó khoảng này nè ha. Thì đó, thì bây giờ thì CTD nó cũng ok hơn, nó đã tạo được một đáy khung tuần và hai đáy khung tuần ha, còn lại là câu chuyện về sự kiên nhẫn đúng không, câu chuyện về sự kiên nhẫn thôi. Và theo khung tháng thì rõ ràng là gì, anh chị em nhìn theo theo chu kỳ, đây là chu kỳ trước của CTD đúng không, sau đó bước vào một cái giai đoạn tích lũy rất là lâu ha, tích lũy rất là lâu ha, CTD tích lũy rất là lâu, chu kỳ sau này ít nè đúng không. Rồi sau đó là bây giờ đây là có chu kỳ, nó đã có một quá trình tăng trước 1 năm rồi ha, thì đây là năm thứ hai, thì quá trình mà nó tích nền ở đây ở đoạn này, và RSI dưới này thì hoàn toàn có thể kỳ vọng được là CTD nó đâu đó lên, ít nhất là phải lên được tới vùng 985 90 gì đó ha, trong vòng những tháng cuối năm tới Tết nó, cái chu đó là cái quả đoạn đó, thì từ nó qua được cái đoạn mây này. Hiện tại những cung tháng là MA20 nó bắt đầu hướng lên rất là mạnh rồi đó, thì MA20 sẽ là trở thành MA20 tháng sẽ trở thành một cái hỗ trợ rất mạnh của CTD nha. Rồi cái này mình chia sẻ thôi chứ CTD không phải là mã chủ lực của nhóm nha. CTD là quy là 59, tháng này 59 là một cái hỗ trợ rất là mạnh của CTD. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bạn nào quan tâm cứ tham gia vào room miễn phí ở trong link nha, vào TikTok. Rồi, chào mọi người.